Người thứ ba. Anh ngoại tình không phải lỗi anh mà lỗi em quá xấu. Cái thứ mà anh cần không phải cái bên ngoài. Nói là anh chỉ cần cái giọng một mà em không có. Mình đang nằm đó tự nhiên thì mình thấy có chữ là em yêu. Thế thì mình mới cầm máy mình nghe. Thì nghe đầu tiên đầu dây bên kia thì nói là ông xã ơi ông xã, mình lại nói chuyện với bạn đó. Thế thì bạn kia thì bạn này hỏi ngược lại mình là ai. Thì mình nói là mình là vợ của ông xã mình đó. Thì cô ta lại nói là ủa anh nói với em là vợ anh chết rồi, anh không có vợ và anh độc thân. Anh lại nói mình là gái đứng đường nữa. Nghĩa là gái đứng đường, nghĩa là quê. Là từ đâu mà ra cái thông tin này? Có nghĩa là anh nói với cô kia và cô kia nói lại cho mình nghe là anh đã từng có vợ. Nghĩa là anh chết vợ rồi. Mà vợ của anh vốn là một cái cô gái bán hoa. Đúng rồi. Rồi anh ra tay nghĩa hiệp. Đúng rồi, đúng rồi. Anh cưới cổ chính về. Chính xác vậy đó. Xong rồi sau đó là nhưng mà số của cổ cũng bạc phước lắm. Cổ chết rồi. Chết rồi, đúng rồi đó. Mà sắp làm đám cưới nữa nha, tại cô ta nói. Chị có quyết định bật đèn không? Mình quyết định bật đèn để mình chia sẻ với tất cả mọi quý vị khán giả một cái câu chuyện. Để nó là một câu chuyện thật của mình. Thì nói chung là cái gì thật thì mình cứ nói thôi. Đúng chứ rồi. Mình thực sự là mình cũng không có một cái gì mà mình phải che giấu cả. Cảm ơn chị. Và rõ ràng là cái việc chuyện thật nó luôn luôn là tiêu chí của ekip thực hiện chương trình. Có thể là trong cảm nhận của khán giả, mỗi một tập nó sẽ có một cái gì đó nó lợn cợn trong lòng của mỗi người. Nhưng mà với tư cách là một thành viên của ekip thì mình rất là tự tin để nói rằng là chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những câu chuyện mà từ phía chúng tôi thì chúng tôi không có bất cứ một cái sự mồi mớm nào, dàn dựng nào. Và những lần bật đèn như thế này đôi khi mình cảm thấy rất là cảm ơn khách mời, bởi vì nó như một cái sự chứng thực để mọi người thấy rằng là thực tế thì tụi mình đã mời được những khách mời mà họ kể cái câu chuyện của chính họ chứ không phải là một câu chuyện của ai khác. Và bây giờ thì xin mời mọi người sẽ đến với cái phần mở đèn làm sáng ghế ngồi của khách mời chúng ta tối hôm nay. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Người Thứ Ba. Tính đến thời điểm này thì gọi là tổng kết sơ bộ thì có vẻ như là Người Thứ Ba mang đến cho chúng ta những cái câu chuyện vui thì ít mà buồn thì nhiều, đúng không mọi người? Thì thôi, ngay từ cái tên chương trình nó cũng đã là một cái câu chuyện rất là đáng để suy nghĩ rồi. Người thứ ba đó là khi mà chúng ta vô tình lạc lối ra khỏi hôn nhân của mình vì một lý do nào đấy và chúng ta đến với một mối quan hệ khác. Rồi cũng có khi chúng ta bị một cái người khác tấn công để mình lại phải đi trở thành người thứ ba của ai đó. Hoặc là chúng ta phải dừng lại cuộc hôn nhân, dừng lại một cuộc tình của mình mà mình đã có rất nhiều kỳ vọng để xây đắp về nó. Chúng ta kể cho nhau nghe những câu chuyện, chúng ta đón nhận mọi tâm tình của tất cả những khách mời chỉ để lắng nghe và rút thêm kinh nghiệm cho mình trong cuộc sống. Mỗi người đều có những cái chuyện tình cảm của riêng mình. Và ngày hôm nay cũng vậy, một lần nữa chúng ta lại chào đón một khách mời. Em chào chị. Chị chào em, chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mình đến từ Bình Chánh. Hai anh chị quen nhau như thế nào? Thì lúc đó là mình đi vô một cái trung tâm thương mại. Vô tình hôm đó xảy ra một cái đám cháy. Đám cháy thì mình không có biết đâu, mình chạy quấn quần thì anh ta là anh chồng bây giờ ấy mới kéo mình đi, nghĩa là cứ lôi chạy thôi. Mình không câu biết chuyện chạy. Này là của định mệnh thiệt rồi, kiểu coi như là cứ chạm đúng phải là, nhau trong cơ hỗn loạn. Đúng rồi, cứ ra xong rồi cái ra xong rồi thì tự nhiên á là định hình lại cái thì tự nhiên bốn mắt nhìn nhau á là hả, mình thấy có cảm xúc liền á. Trời ơi, cái đó là té lửa tình luôn nha. Lửa cháy ở trên còn lửa tình ở dưới nha mọi rồi. Người tại lúc đó thoát chết rồi. Bắt đầu mình nhìn hai người nhìn nhau kiểu như là cảm thấy là nghĩa là tình yêu từ đáy lòng rồi, từ trái tim rồi đó. Đó là mình thấy đúng cái mà như là mình đã đi lựa chọn. Nhưng thì khi mọi người chạy ra rồi thì lúc đó cái câu chuyện của hai người thì nó cũng chỉ là câu chuyện cảm ơn rồi. Không, lúc đó thì lúc đó là mình không phải là cảm ơn không, bởi vì là mình tri ân, nghĩa là mình cảm thấy là một người thương mình, nghĩa là người ta đã có một cái tình người á, người cứu được mình, người ta đâu có sợ cháy đâu, thay vì người ta phải bỏ thất thân và người ta lôi mình ra luôn. Thì sau cái lúc đó thì mình bị thương thì cũng được anh ta chở lên bệnh viện, anh ta chăm sóc á. Mình được cứu ra, mình được chăm sóc, mình được dẫn đến bệnh viện.
Rồi trong lúc đó thì mình tìm hiểu thông tin về nhau luôn. Cái đó là mình có cảm xúc yêu luôn đấy. Đó là yêu bằng trái tim chứ không phải là yêu vì điều kiện. Lúc đó là anh nhiêu tuổi chị? Lúc đó anh hơn mình có 1 tuổi à. Rồi, vậy là định mệnh đã mang tụi mình đến trong một cái bối cảnh rất nhiều khói lửa. Đúng rồi. Rất nhiều kịch tính. Vậy là cháy bỏng luôn rồi, đấy. Như vậy thì và mình nghĩ trong đầu mình rằng là ai yêu mình trong cái cơn hoạn nạn nhất, cái người yêu mình thật lòng đó, và chân ái là đây rồi. Vậy thì sau đó thì bao nhiêu lâu sau hai anh chị tổ chức đám cưới? Thì khoảng 3 tháng sau. 3 tháng sau. Đúng rồi. Mình đã tìm hiểu đủ về nhau hay là chỉ đơn thuần là bởi vì mình đã có một cái tình cảm nó đủ lớn? Cái đó là đủ lớn thôi chứ không, mình chưa tìm hiểu hết được chưa tại thời điểm sau đó. Ngay là lúc đó mình sợ. Mình sợ nếu như mà mình không chớp lấy cơ hội á thì mình sẽ mất đi một người tốt. Vậy thì em hỏi chị một câu nè, có nghĩa là cái tình cảm thì không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã đủ lớn để mách bảo mình rằng là nên giữ người này lại trong cuộc đời của mình. Nhưng đám cưới nó vẫn là một câu chuyện rất là khác. Khi mà mỗi lần mình nghĩ về nhân thân của anh này, mình nghĩ về cuộc sống của anh này, mình nghĩ về cái tâm tính của anh này, mình có dợn lên một cái chút lo lắng nào không? Không, lúc đó thì mình hoàn toàn tin tưởng. Nên cái khoảnh khắc đó hạnh phúc thì mình cứ chớp lấy. Hạnh phúc ngày nào là mình cứ giữ ngày đó thôi. Mình sống một cách rất là hiện thực như vậy luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Wow. Mình đang nằm đó tự nhiên thì mình thấy có chữ là em yêu. Xong rồi cái bên đầu dây bên kia gọi nữa, thì lần này gọi chứ thì mình mới cầm máy mình nghe. Thì nghe đầu tiên đầu dây bên kia thì nói là ông xã ơi ông xã, mình lại nói chuyện với bạn đó. Ông xã của mình đó là đi tắm nên là bạn đợi một chút xíu nha, ông xã mình vô đi, ông xã sẽ gọi lại cho bạn. Thế thì bạn kia thì bạn này hỏi ngược lại mình là ai. Thì mình nói là mình là vợ của ông xã mình đó. Thì cô ta lại nói là ủa anh nói với em là vợ anh chết rồi, anh không có vợ và độc thân. Anh lại nói mình là gái đứng đường nữa. Cái cuộc sống của vợ chồng son á, nó có đẹp giống như là lúc trước đám cưới mà mình mơ tưởng không? Ôi nó đẹp mà đẹp hơn như vậy nữa. Nghĩa là đẹp hơn như những gì mình mơ ước. Anh á thì lúc nào cũng lo lắng cho mình hết, mà cũng không cho mình, nói chung là không cho mình làm lụng cái gì hết. Anh ta làm lo hết, lo mọi thứ, mình chỉ ở nhà là chăm con thôi. Công việc của anh lúc đó là đúng gì rồi, chị? Công việc của anh là kinh doanh. Rồi, mình thì ở nhà toàn ở nhà thời gian. Đúng toàn rồi. Thời gian. Đúng rồi, thì anh có nói câu này nè, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Anh sẽ đi làm những việc lớn là để cái số tiền đó là để mình làm việc lớn, còn những em ở nhà là chỉ có chăm sóc con cái, rồi nói chung là anh có nhiều khoản lớn cũng có, khoản nhỏ cũng có nhiều quỹ lắm, nên em đừng có lo. Nên mình cũng không lo lắng gì bất cứ trong cái chuyện mà kinh tế, cũng không lo mà tình cảm cũng không lo gì hết luôn á. Lúc đó mình cảm thấy như vậy là mình nó quá tròn đầy. Đúng rồi. Rất hạnh phúc. Mình cảm thấy là gần như là trọn vẹn luôn rồi vô đó. Vô ưu, vô tư, vô lo, không cần phải trăn trở gì về đúng cuộc rồi, sống hết. Đúng không? Rồi. Rồi sau đó thì các con lần lượt ra đời. Đúng rồi, hai đứa. Hai bạn. Bao nhiêu lâu sau đám cưới thì hai anh chị có em bé? Khoảng 2 năm sau. 2 năm sau. Thì hai bạn cách nhau bao nhiêu lâu? Bao nhiêu tuổi? Cách nhau 1 năm. Vậy thì em muốn hỏi chị là thế thì những cái tháng ngày êm đẹp đó, nó bắt đầu được kết thúc bởi cái sự kiện đầu tiên là cái sự kiện như thế nào? Sự kiện đầu tiên là hôm đó là mình đang nằm đó tự nhiên quay ra này, xoay mặt ra thì mình thấy có chữ là em yêu. Sao lại là em yêu? Anh ta thì không có nhắn lại, tại vì lúc đó nằm bên mình rồi. Anh ta chỉ nói là chắc ai gọi lộn gì đó thôi, nhầm số. Thế mình cũng không có gọi lại mà mình mà anh không... tỉnh queo à? Mà anh tỉnh queo. Tự nhiên cái bên đầu dây bên kia gọi nữa, thì lần này gọi thì mình nói là ủa sao anh không nghe máy đi, người ta gọi lộn. Thế thì mình mới cầm máy mình nghe, mình bấm máy, nhưng lúc bấm máy thì mình lại chưa có alo. Mình chỉ bấm máy mình để đó, thì nghe đầu tiên đầu dây bên kia thì nói là ông xã ơi ông xã. Nói ông xã thì mình cũng ngạc nhiên, ủa sao lại có thêm một người vợ nữa. Thế rồi thì mình nói là ông xã của mình là đi tắm nên là bạn đợi một chút xíu nha, ông xã mình vô đi thì ông xã sẽ gọi lại cho bạn. Thế thì bạn kia thì bạn này hỏi ngược lại mình là ai. Thì mình nói là mình là vợ của ông xã mình đó. Thì cô ta lại nói là ủa anh nói với em là vợ anh chết rồi, anh không có vợ và độc thân. Bên kia không tin mình là vợ lớn. Nghĩa là anh nói chết vợ rồi thì anh lại nói mình là gái đứng đường nữa.
Ồ, nghĩa là gái đứng đường, nghĩa là là từ đâu mà ra cái thông tin này? Có nghĩa là ảnh nói với cô kia và cô kia nói lại cho mình nghe là anh đã từng có vợ. Nghĩa là anh chết vợ rồi. Mà vợ của anh vốn là một cái cô gái bán hoa. Đúng rồi. Rồi anh ra tay nghĩa hiệp. Đúng rồi, đúng anh, rồi. Anh cưới cổ chính về. Chính xác, chính xác vậy đó. Xong rồi sau đó là, nhưng mà số của cổ cũng bạc phước lắm. Cổ chết rồi. Chết rồi, đúng rồi đó. Mà sắp làm đám cưới nữa nha, tại cô ta nói. Thế thì chị với cô ấy nói chuyện với nhau được bao lâu cái cuộc gọi đó? Cuộc gọi đó nói chuyện chắc kéo dài cũng khoảng một tiếng mấy, hai lúc tiếng. Lúc đó ảnh đang ở đâu? Anh đi tắm thiệt. Không, ảnh ngồi đó luôn. Ôi trời. Rồi cái sắc mặt của ảnh lúc đó làm sao chị? Thì nghĩ anh tỉnh bơ à. Thì anh, chính vì anh cái tỉnh bơ là mình cứ nghĩ là đồng đội anh ấy ghẹo, anh không có chuyện gì. Mặt không biến sắc. Không biến sắc, nghĩa là ngồi tỉnh queo ấy. Hành vi không rối ren. Không, nghĩa là mọi chị... thứ nó trở nên bình thường. Bình thường. Đúng rồi, bây giờ không biết ai là hồ ly tinh nữa. Rồi bây giờ ơi. Hai người không biết ai hồ ly tinh. Rồi bên kia nghĩ mình nghĩ anh kia. Ừ. Rồi bắt đầu chúng ta có một cuộc hẹn. Thì mình cũng ok, mình hẹn gặp. Nhưng mà khi hẹn gặp, mình có một người của mình ngồi ở xa xa quay video, và cô ta cũng có người xa xa quay video. Rồi hai người đều hai người đều sợ sợ mà. Ừ. Tại vì đâu ai biết được ai thật ai giả đâu. Đúng rồi. Không có gì chứng minh được. Thế xong tại vì chỉ nói qua điện thoại thôi, thế xong rồi hai người gặp nhau thì cũng kết thúc có một câu chuyện y chang như vậy thôi. Em chỉ thắc mắc là lúc mà chị tắt điện thoại, chị nói gì với anh? Coi như mình cũng vẫn là coi như không có chuyện gì xảy ra, tại vì mình chưa tìm được sự thật. Rồi anh cũng không giải thích gì với chị luôn. Anh không giải thích luôn. Ngay khi mình đã tắt điện thoại, mình để xuống rồi, anh vẫn không giải thích. Không giải thích thì mình cũng không nói chuyện nữa. Rồi hai vợ chồng im lặng nhìn nhau vậy đó. Đúng rồi, tại vì từ hồi đó giờ tụi mình không có gây lộn. Nhưng trong nội tâm của mình lúc đó thì sao? Khi mà mình đã có những cái tháng này nó quá êm đẹp trong hôn nhân, thật sự dù cho chị gọi là bao nhiêu là 3 phần nghi ngờ, 7 phần cho rằng đây là một cái cuộc chọc ghẹo của đồng nghiệp, thì nó cũng đã có 3 phần nó khuấy động tâm tư của mình rồi. Thế thì lúc đó nội tâm của chị như thế nào? Khi mà tình yêu của mình quá đẹp, hôn nhân của mình quá đẹp, bỗng một ngày bất thình lình mình nhận một cuộc gọi như anh vậy. Anh thay đổi như vậy đấy. Thì lúc đó mình rất là sốc. Lúc đó trong đầu mình nó có chạy số là nếu như ảnh có một cái người bên ngoài thật sự, câu là chuyện này chết. Là một câu chuyện thật, thì lúc đó chị nghĩ là tương lai chị sẽ như thế nào? Thì khi mà mình đi gặp cái bạn đó về, mình gặp bạn đó về thì mình có nói chuyện với anh đó và mình đưa ra bằng chứng. Thì lúc đó là hai vợ chồng là bắt đầu là sóng lớn. Anh thương em thật lòng hay là thương hồ ly tinh? Thì anh ta nói là một hai là không có, rồi anh ta tán cả đông. Xưa giờ chưa bị đánh lần nào? Chưa bị đánh. Rồi sao? Rồi xong rồi cái mình đưa ra bằng chứng luôn. Anh bị quản rồi. Đập điện thoại. Rồi anh đập điện thoại rồi anh đánh đủ thứ hết. Nên là giờ giữa hai người phụ nữ anh chọn ai? Thì anh ta nói là anh ngoại tình không phải lỗi anh mà lỗi em quá xấu. Cái thứ mà anh cần không phải cái bên ngoài. Nói là anh chỉ cần cái giọng một mà em không có. Nói rõ như vậy luôn. Dạ. Tình cờ gặp nhau trên một chuyến tàu hỏa. Hồi đó là mình còn trẻ, chạy thắng hơi bị gấp á. Cô lên cô bảo là anh chạy tàu để tôi xếp xém nữa tôi bị té. Vậy lúc đó bác lái tàu nói gì với mình? Cũng tận vài giây. Và hôn nhân hơn 30 năm vẹn tròn. Mình vừa làm cha vừa làm mẹ của con mình luôn. Con nó bệnh nửa đêm á, một mẹ một con đưa nhau vào bệnh viện. Nhiều khi muốn khóc luôn á, bật khóc trong bệnh viện luôn á. Buồn lắm. Đón xem Thuận Vợ Thuận Chồng với chủ đề Định Mệnh cùng cuộc hôn nhân hơn 30 năm của người lái tàu, được phát sóng 10 giờ sáng thứ ba hàng tuần trên kênh Chết TV Show. Vậy thì đi về nói chuyện với chồng. Đúng rồi. Lúc này là phải nói thôi. Thế tại vì có bằng chứng rõ ràng rồi. Rồi anh trả lời sao? Lúc đầu thì anh cãi, anh có tán mình mấy cái. Đúng rồi, tại lúc chưa đưa bằng chứng ấy, tại mới mình cũng không muốn đưa bằng chứng. Nghĩa là thế chị về chị nói cái gì với ảnh mà ảnh phải động tay động chân như vậy? Thì mình chỉ về chị nói là ông xã ơi, hôm nay á là em có gặp một người á gọi là hồ ly tinh ấy, thì bây giờ ấy, em cũng nói cho anh biết là em hỏi thật anh nha, anh thương em thật lòng hay là thương hồ ly tinh? Thì anh ta nói là một hai là không có, rồi anh ta tán cả đông. Ấy trời, đỡ không được, tại vì bị bất tử từ hồi đó chưa có cái cảm xúc đó. Xưa giờ chưa bị đánh lần chưa nào? Chưa bị đánh. Ừ. Rồi sao? Rồi xong rồi cái thì đưa ra bằng chứng, thì lúc này là anh đập, nghĩa là anh bị quản rồi. Đập điện thoại. Rồi anh đập điện thoại rồi anh đánh đủ thứ hết. Xong rồi
Ôi, cái đó hôm đó là mình phải ra khỏi nhà luôn ấy, tại vì nóng quá. Ủa khoan, em vẫn đang cảm thấy cái người đàn ông này kỳ kỳ á. Tại vì á, nếu như ảnh là một người dễ mất kiểm soát như vậy, ảnh là một cái người mà lo hãi như vậy, thì ngay từ cái cuộc gọi cả tiếng đồng hồ trước đó là ảnh phải làm cái gì đó đi chứ. Nghĩa là lúc đó ảnh thấy mình bình thường bên ảnh kia... tưởng là mình không đi tới cùng của câu chuyện. Đúng rồi, ảnh tưởng đâu là mình ngây thơ như ngày đó. Ủa vậy thì ảnh có biết rằng chị với cái cô kia hẹn nhau không? Không biết. Tại vì hẹn không cho biết. Là khi mình đưa ra bằng chứng thì ảnh bắt đầu đánh mình. Đúng rồi, đánh bất tử luôn á. Nghĩa là không cãi, không nói, không rằng gì á. Là cứ lao vô đánh thôi. Đúng rồi, mà thế... mình nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Thế thì mình có còn được nói thêm một cái gì trong cái cuộc nói chuyện đó nữa không? Hay là sau đó là anh chỉ đánh và mình chỉ im lặng? Không, anh chỉ đánh và mình chỉ im lặng thôi. Tại lúc đó mình đâu nói được nữa. Anh rồi. Cứ cái mỏ cái miệng mình tán rồi để cho mình khỏi nói nữa. Mình khỏi la, anh khỏi quê với người rồi ta. Rồi đến khi nào anh dừng lại? Cũng đánh thêm tới 3 lần nữa. 3 lần nữa. Đúng rồi. Rồi sau đó thì sao? Sau đó mình không chịu nổi nữa. Mình không chịu nổi nhưng mà trong lòng mình còn yêu. Nghĩa là cái cảm xúc mình yêu nhiều lắm. Là lúc đó mình không biết còn cách nào nữa. Không níu kéo được mà không còn cách nào nữa. Cái mình đi tự giãn. Lúc đó mình đi mua thuốc ngủ thì mua một chỗ nhiều không bán thì mình sẽ mua giáp dòng với Sài Gòn rồi luôn. Mình đi gom thuốc nào cũng gom nhiều lắm. Mình về mình tự giãn. Cái hành trình đi mua thuốc nó tốn bao nhiêu buổi? Tốn nhiều lắm, có cỡ cả mấy ngày luôn. Có nghĩa là trong mấy ngày đó mình vẫn kiên định với một cái ý nghĩ trong đầu là mình chỉ có chết thôi. Đúng rồi, nghĩa là mình không còn cái gì để mà chỗ nào mà mình không còn niềm tin nữa. Thế thì hai đứa con lúc đó có xuất hiện trong những cái ngày mà mình cứ nghĩ về cái chết như vậy không? Không, nghĩa là chuẩn bị mà mình uống thuốc ấy, nghĩ về hai đứa con nữa, mình mới nói giờ mình chết thì con mình sẽ không có ai nuôi mà sẽ khổ cha khổ mẹ. Thế mình mới nói là thôi bây giờ không chết nữa. Thế thì trong những cái ngày mà chị lang thang để chị đi mua thuốc ngủ ở Sài Gòn như vậy á, thì có gặp chồng không? Hay là sau khi đánh nhau rồi thì hai vợ chồng ảnh đi đường ảnh, còn mình thì mình cứ không, ở nhà một mình. Có gặp nữa. Đúng rồi. Thế thì trong có gặp nữa là lúc đó là mình buồn quá, mình vô quán bar mà buồn chán quá, gục xuống bàn xong rồi hồi mình cũng không biết là vì sao mà mình lại về được tới nhà. Sáng tỉnh dậy mình nói ủa sao mình lại ở trong nhà. Vẫn còn cái tình nha. Vẫn còn cái tình là đưa mình lại. Anh ta đã nói với mình là anh ngoại tình không phải lỗi anh mà lỗi em quá xấu. Cái thứ mà anh cần không phải cái bên ngoài. Nói là anh chỉ cần cái giọng một mà em không có. Nói rõ như vậy luôn. Dạ. Một cái người đàn ông rất là nhục dục mà chi tiết đến như vậy luôn, trơ trụi tới như vậy. Nghĩa là giống như là một thú tính vậy đó. Vậy thì cho em hỏi là kiểu gì thì mình cũng đã có với nhau hai đứa con, mình cũng đã có vài năm hôn nhân. Thế thì cái tính cách đó của ảnh, cái tính cách mà rất là đam mê về cái chuyện đó là tình dục, về cái chuyện đó là thể xác như vậy, mình có phát hiện ra trước đây không? Hay là khi ảnh nói cái câu đó mình mới ngỡ ngàng? Anh nói câu đó mình mới vỡ. Tại vì trước đây á, là lúc chưa sanh con thì mình vẫn còn đẹp. Rồi lúc đó là mình có đề cập đến cái vấn đề là cơ thể mình. Nghĩa là mình cũng tự cảm thấy mình xấu, chưa cần ảnh nói là anh chê nha. Thì mình có nói là để mình đi làm vòng một. Để đi làm vòng một tại mấy đứa bạn nó làm đẹp lắm. Thế thì lúc này anh nói thôi, vợ của anh làm sao, trời sinh sao để vậy. Là người ta làm đẹp là anh không có thích, anh chỉ thích thật sự thôi, trước sau để vậy. Nhưng mình không nghĩ là anh thích thật mà anh sợ, anh ích kỷ. Đúng rồi. Một cái người mà tốt thì người ta sẽ không có hành xử như vậy. Đúng rồi. Đó là điều đầu tiên. Đúng rồi. Cái thứ hai á, thực tế ảnh cũng chưa chắc là anh đã sợ chị đẹp lên để rồi bị những người đàn ông khác nhìn ngó. Mà vốn dĩ là gì? Là anh đang muốn hưởng thụ thêm. Mấy là anh ấy keo kiệt. Anh sợ mình làm cái tốn tiền. Xong anh không có tiền, anh đi ra ngoài chơi, anh phải lo lắm. Em thấy có nhà. Hai thứ rất rõ trong câu chuyện này. Còn chuyện là có thêm người đàn ông hàng xóm nào nhìn ngó chị hay không thì em chưa có kiểm chứng thôi. Nhưng có hai thứ mình có thể kiểm chứng. Một có thể là anh lo lắng về tiền. Cái thứ hai là giữa cái chuyện cho vợ mình đẹp hơn với cái việc là mình đi tìm một cái cô đẹp hơn mình lời mà. Tại đoạn này mình được xài hai người mà. Thì đó mới nói tham đó, anh ta tham. Cho nên là anh tham chứ anh không có tốt như chị nghĩ đâu. Có nghĩa là đây chưa chắc anh đã yêu mình như mình nghĩ. Thì đấy cái thường thường phụ nữ hay bị hoang tưởng á. Đúng rồi. Cái đó bệnh hoang tưởng á. Rồi. Khi nói được câu này thì em yên tâm rồi đó. Vậy thì khi mà anh nói điều đó là thật sự mình sụp đổ. Mình không nghĩ là cái người đàn ông mà mình đã từng tôn sùng với bao nhiêu đức tính tốt đẹp nó lại có thể trần tục như vậy. Đúng rồi, giống như là một cái thần tượng của mình vậy đó. Lúc đó là idol luôn rồi đấy. Thế thì khi mà mình quyết định thôi thì bây giờ mình rời khỏi cái cuộc hôn nhân này.
ơn trời là mình đã tự phản tỉnh khi mà mình chuẩn bị uống thuốc ngủ. Đúng rồi. Thì mình đề cập với ảnh chuyện ly hôn sao? Ảnh có nghĩ là chị sẽ quyết định ly hôn ảnh không? Giống như là ảnh không có nghĩ. Ngài vẫn cứ bình thường. Anh không tin rằng chị dám ly hôn. Đúng rồi. Tại vì anh nghĩ rằng là anh cho mình mọi thứ, tiền, bạc này, cho tình cảm, cho mọi thứ, cho cái mọi sự sung sướng. Nhưng mà anh không nghĩ được rằng là anh không cho mình cái sự an toàn. Nghĩa là một tình yêu không trọn vẹn. Thế thì chị nói với anh về chuyện ly hôn như thế nào? Thì mình nói là bây giờ em hỏi thật anh nha. Nếu như anh và cô ta, anh thật sự yêu cô ta thật lòng và cũng hỏi cô ta luôn. Nói hai người nếu thật sự đến với nhau mà yêu nhau thật lòng bằng từ trái tim ấy, mình sẽ là người rút lui. Thế thì mình ly hôn. Đúng rồi. Mình buông, mình bỏ hết tất cả xong rồi, bắt đầu mình đi thay đổi một cuộc đời mình, một trang giấy mới. Thì mình lúc đó trong lòng mình á, thay vì mình trả thù cái anh đó bằng như người ta là phải trả thù bằng dao, bằng kiếm hoặc là bằng chửi bới, mình không trả thù bằng cách đó. Thì bây giờ những cái gì mà anh chê thì em sẽ vượt lên những cái thứ đó. Rồi bắt ví đầu. Ví dụ bắt đầu đi làm việc. Bắt đầu mình đi làm việc xong mình đi làm đẹp cái đó. Trong nhà coi như là trong cái sắc cỏ bao nhiêu tiền cái gì là lúc đó là quê rồi. Không còn nghĩ là mình phải dành dụm hay là cái gì nữa. Bây giờ là phải có tiền. Làm đẹp cái đã. Rồi bắt đầu mình đi làm đẹp. Làm đẹp xong rồi bắt đầu bây giờ mình làm đẹp rồi mình làm gì nữa để mà có được một cái gì. Bắt đầu mình mơ đến một cái sự, nghĩa là bây giờ là cho nổi tiếng luôn. Nghĩa là bây giờ không thành cùi nữa, không thành cùi bắp nữa, mà bây giờ là quyết định là mình đi học nhạc. Khúc đầu tiên là mình sáng tác trước. Lúc đó là mình hơn 30 tuổi. Hơn rồi. Thế xong rồi lúc đó là mình quyết định là mình theo con đường nghệ thuật. Là lúc đó nghệ thuật là được cái gì không? Được mặc đẹp nè, được đi khắp nơi nè, được hát và được thể hiện, được giải bày những cái gì mà mình cần giải bày, mà trước đây mình không được giải bày, không được nói. Vậy thì em hỏi chị thật sự nè, là tại cái thời điểm đó khi mà mình quyết định làm đẹp, khi mình quyết định đến với một cái loại hình hoạt động mới để mình được thể hiện bản thân mình. Đúng rồi. Nếu như cho chị con đo đong đếm thì chị làm điều đó là vì cái gì nhiều hơn trong hai cái sau đây? Một là để dằn mặt cái ông chồng cũ, để cho ông thấy rằng là em không có tệ như anh nghĩ, anh sẽ phải hối hận vì anh đã đánh giá em quá thấp. Hay là chị làm điều đó vì cái thứ hai là mình tìm lại chính mình an tĩnh lại, mình được làm mình và mình sống một cách lành mạnh, bình an sau ly hôn. Nó có hai chuyện như vậy. Lúc đó mình đã làm mọi chuyện một cách rực rỡ, vì cái nào nhiều hơn? Thì lúc đó mình sẽ làm rực rỡ là cái đầu tiên ấy, không phải là mình nghĩ là mình trả thù, mà một cách coi như là khi mà mình thay đổi hẳn một con người mới, thì lúc đó là anh tay quay lại, mình không quay nữa. Quyết định là cũng quay thiệt, cũng có nuối tiếc thiệt, nhưng mà mình không là không. Mình nói cái gì đã bỏ rồi là mình không xài lại nữa. Mình quyết định như vậy. Và mình nghĩ là cuộc sống mới mình sẽ lo cho con mình bằng chính đồng tiền của mình, sạch sẽ của mình, chứ không phải là không cần phải có anh nữa. Mà không có, nói chung là mình làm bằng cái mồ hôi công sức của mình. Thực ra tại sao em hỏi chị câu đó, bởi vì chúng ta sẽ cũng không có tránh được cái tâm lý trả thù sau mất mát đâu. Đúng rồi. Có điều là mỗi người chúng ta sẽ trả thù theo một kiểu. Có người thì quạo quọ, cục xúc, nhìn mọi chuyện nó trước mắt thôi, cho nên tôi sẽ trả thù bằng cách tấn công người khác bằng nhiều cái sự nó sát thương ngay từ mặt cơ thể. Nhưng mà có nhiều người thì sẽ giày vò cái người còn lại để người còn lại cảm thấy hối tiếc. Nói chung mỗi người một cách. Nhưng rõ ràng là nếu như chúng ta làm tất cả điều đó với tâm thế trả thù, dù là cách nào, nó vẫn không phải là một điều tốt đối với cái cuộc sống của riêng mình. Đúng rồi. Bởi vì lúc đó mình nặng lòng lắm. Không, lúc đó mình cay cú. Lúc đó là biết sao không? Nếu như mà mình không dặn lại thì cái chuyện nó lớn, nhưng mà vẫn trả thù. Nhưng mà đây không phải là cái cách mà để người ta bị tổn thương, hoặc là một cái cách gọi là mất đạo đức. Em hiểu ý chị, nhưng mà ý em đang nói ở đây là cái việc trả thù là việc không có tránh khỏi. Có điều là hãy làm sao đó để cái chuyện đó nó được tiêu biến đi mỗi ngày. Bởi vì cái sự thay đổi nó chỉ thực sự tích cực vì đơn giản là tôi muốn thay đổi.
Tôi thay đổi đơn giản là tôi đẹp tới hơn thôi. Cuối cùng thì mình đã dừng lại ở đúng cái nên dừng. Đúng rồi. Đó là tôi vun bồi cho cuộc sống của riêng tôi. Nghĩa là tôi lúc này mới là tìm lại chính mình á. Mới là coi như là con người thật của mình. Lúc trước là vì yêu nên mình phải nhường nhịn, mình phải không được làm những gì mình thích. Thế thì sau đó mình có đoạn mà mình chưa có dứt bỏ được á, thì mình có theo dõi cái cuộc sống riêng của ảnh với cái cô kia không? Mình chặn hết tất cả lại luôn. Coi như là mình đã quyết định, nếu như mình còn vương vấn, mình còn ròm ngó nhà người ta thì mình càng tức. Mà mình càng tức thì không biết được mình có thể kiềm chế được như lúc đầu hay không. Thế thì mối quan hệ của hai bé với ba sau ly hôn thì như thế nào? Thì mọi thứ vẫn bình thường. Tại vì mình vẫn dạy cho con một cái tốt đẹp. Dù cha có lỗi hay không có lỗi thì mình cũng không có dạy những cái em bé để tiếp nhận những cái hư, cái xấu. Vậy thì bây giờ trong cái hành trình hôn nhân đó của mình, nếu như mà theo như những cái sự kiện nó đã được chị chia sẻ, thì mình có thể nói rằng là cái câu chuyện tối hôm nay nó là cái câu chuyện mà một người đã bị một người thứ ba chen vào làm tan vỡ hôn nhân. Nhưng mà để đánh giá lại nha, khi mà chị đã đi qua cuộc hôn nhân đó đến thời điểm này thì mọi thứ nó đã rất là an tĩnh trong lòng mình rồi, thì theo chị á, cái sự tan vỡ của chị nó có phải là do cái cô người thứ ba đó không? Không hoàn toàn. Mình khi mà kể từ khúc đầu cho tới khúc cuối, mình không hề đụng chạm tới một người thứ ba. Mình cũng không la, không nói, mà mình rất là tình cảm. Thế thì cái lý do để bây giờ nhận định lại cái chuyện của mình thì chị nghĩ là cái cuộc hôn nhân đó nó buộc phải dừng lại. Bởi vì là sao? Vì cái gì? Vì mình xấu thì anh ta không thể quyết định được. Nếu như bây giờ anh ta, mình không có đổ lỗi cho người phụ nữ đó được. Hôm nay không gặp người phụ nữ này, ngày mai anh sẽ gặp người phụ nữ khác. Miễn sao người đó đẹp trong lòng anh là được rồi. Có nghĩa là vì cái người thứ hai mà người thứ ba mới xuất hiện. Đúng không? Và điều đó có nghĩa là người thứ ba nó như một cái tình huống để mình có thể kiểm định lại cái hôn nhân của mình. Đúng rồi. Chứ lúc này đó không phải là cái câu chuyện là vì họ mà mình bị mất cái gì cả. Đúng rồi. Mà vốn cái cuộc hôn nhân này thực ra cũng không nên giữ. Nghĩa là phải cảm ơn họ và cảm ơn anh ta luôn. Tại vì cho mình biết rằng là mình sẽ phải đẹp hơn, thay vì phải đẹp hơn từ rất sớm. Nhưng bây giờ cũng vẫn chưa là muộn. Vậy thì ngày hôm nay khách mời của chúng ta đã thực sự thoải mái, theo như lời chị kể là mình bình an rồi, mình nhìn mọi chuyện nó nhẹ nhàng lắm. Vậy thì chị có quyết định bật đèn không? Mình quyết định bật đèn để mình chia sẻ với tất cả mọi quý vị khán giả một cái câu chuyện, để nó là một câu chuyện thật của mình. Thì nói chung là cái gì thật thì mình cứ nói thôi. Đúng chứ rồi. Mình thực sự là mình cũng không có một cái gì mà mình phải che giấu cả. Cảm ơn chị. Và rõ ràng là cái việc chuyện thật nó luôn luôn là tiêu chí của ekip thực hiện chương trình. Có thể là trong cảm nhận của khán giả, mỗi một tập nó sẽ có một cái gì đó nó lợn cợn trong lòng của mỗi người. Nhưng mà với tư cách là một thành viên của ekip thì mình rất là tự tin để nói rằng là chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những câu chuyện mà từ phía chúng tôi thì chúng tôi không có bất cứ một cái sự mồi mớm nào, dàn dựng nào. Và những lần bật đèn như thế này đôi khi mình cảm thấy rất là cảm ơn khách mời, bởi vì nó như một cái sự chứng thực để mọi người thấy rằng là thực tế thì tụi mình đã mời được những khách mời mà họ kể cái câu chuyện của chính họ, chứ không phải là một câu chuyện của ai khác. Và bây giờ thì xin mời mọi người sẽ đến với cái phần mở đèn làm sáng ghế ngồi của khách mời chúng ta tối hôm nay. Chào chị. Và bây giờ thì đèn đã sáng rồi, cho nên là một lần nữa chúng ta sẽ nghe lại giới thiệu bản thân từ khách mời của chúng ta, quý vị nha. Mời chị. Xin chào quý vị khán giả, mình là ca sĩ diễn viên MC Cao Phương Thảo. Mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ thì cuộc sống của mình rất là bình an, mình rất là thoải mái. Một cái tâm trạng thoải mái mà có thể là mọi người cũng thấy được ngay từ gương mặt của khách mời. Vậy thì khi mà chị quyết định đến với chương trình, chị chia sẻ cái câu chuyện của mình và kèm theo đó là một cái chốt đơn, đó là bật đèn, có nghĩa là không che giấu gì hết. Đúng thế rồi. Thì cái thông điệp mà chị muốn mang đến cho quý vị khán giả, để từ đó chị rất là gọi là rất là nung nấu cái ý định là mình sẽ lên chương trình, mình sẽ kể câu chuyện của mình. Thế thì cái tâm ý của chị, cái điều mà chị muốn đúc kết lại để gửi gắm cho người xem của chương trình chúng ta là cái gì? Thảo cũng chỉ muốn mong muốn là khi mọi người mà gặp bất cứ một cái chuyện gì đó thì mọi người không nên tiêu cực. Đó, luôn luôn phải nghĩ về một cái tình huống là tích cực. Đó, nghĩa là mình phải tỉnh táo. Mình không hờn, không trách, không hận thù, không làm bất cứ một cái gì hành động xấu cả.
đó, tại vì khi cái đó là nó sẽ không có tốt cho mình và không có tốt cho cả cộng đồng nữa. À, với câu chuyện ngày hôm nay thì mình thật sự ấn tượng với một điều thôi, đó là cái sự chê bai của các anh đàn ông dành cho vợ mình. Mình cũng không có ý rao giảng về cái việc là thôi các anh ơi bớt quan tâm về sắc đẹp thì thôi, sắc đẹp đối với các anh nó quan trọng thì thôi cũng được, nhưng không có ý kiến gì đâu. Nhưng chúng ta hãy cố gắng đối đãi với nhau bằng những cái lời nói nó ít sát thương hơn. Và nam giới hãy lưu ý rằng đôi khi chính lời nói của các anh nó tạo nên một cái động cơ rõ ràng hơn để người ta xuống một cái đòn ghen nó vô cùng tàn độc như vậy. Thôi thì ơn may là khách mời của chúng ta mang đến một cái câu chuyện mà cái dấu chấm hết của nó là một cái cuộc đời bình an, một cuộc đời tích cực, một cái suy nghĩ mà cảm thấy tin vào bản thân mình. Và đó cũng chính là điều mà chương trình rất là mong muốn nó có ở quý vị khán giả. Sau tất cả thì cái chúng ta cần đó là sự vững vàng để đi tiếp về phía trước. Và hy vọng với mọi người vẫn luôn vững vàng như vậy, hoặc là vững vàng thêm, để rồi tuần sau chúng ta lại rất là bình an thoải mái ngồi trước màn hình và theo dõi tập kế tiếp của Người Thứ Ba 20 giờ tối thứ ba tuần sau mọi người nha. Đừng quên cái khung giờ rất là quen thuộc của chúng ta nha. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi, chúng ta sẽ phải hẹn nhau thêm một tuần nữa mọi người nha. Tuần sau 20 giờ tối thứ ba mọi người đừng quên nha. Còn bây giờ thì tạm biệt.